xin chào, xin chào. Chúng tôi là nông dân cần lao sáng tạo đổi mới tiên phong. Xin chào, xin chào, xin chào nông dân, xin chào. Để cho ra đời một chậu lan dendrobium phải trải qua một quy trình vô cùng nghiêm ngặt. Từ lúc cây con được nhân giống trong phòng kính bằng phương pháp nuôi cấy mô đưa vào chai ươm, luôn được giữ chất dinh dưỡng và nhiệt độ thích hợp. Sau vài tháng chọn tách từng cây con khỏe phơi trong không khí và trồng vào chậu. Qua sự khắt khe trong chọn giống đến cây con thành lan trưởng thành đều có bàn tay chăm sóc cần mẫn của người nông dân Lưu Cẩm Hùng. Để đưa ra những sản phẩm chất lượng trên thị trường, anh Hùng đã có những sáng tạo trong việc tạo hình cho những chậu lan. Trong quá trình sản xuất, anh Hùng cũng chế tạo ra máy bắt côn trùng vào ban đêm để giảm được chi phí sản xuất, hạn chế được việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Sản phẩm hoa lan dendrobium tại vườn lan Sơn Hà được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng bằng khen là sản phẩm tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. Hiện anh Hùng đang là chủ nhiệm câu lạc bộ hoa lan huyện Bình Chánh, kiêm phó chủ tịch hội làm vườn Bình Chánh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị bà con nông dân đã đến với chương trình Nông Dân Xin Chào. Chương trình được phát sóng vào lúc 19:15 tối thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Người nông dân đứng bên cạnh vàng ngày hôm nay có một niềm yêu thích mãnh liệt với lan ạ. Xin chào anh. Xin chào anh Tào Bảo. Anh Hùng có thể tự giới thiệu về bản thân của mình một chút được không ạ? Tôi tên là Lưu Cẩm Hùng, hiện tại thì tôi là chủ vườn lan ở huyện Bình Chánh. Em xin cảm ơn anh. Khi mà nghe anh Hùng giới thiệu chia sẻ về lan, về những cái sự yêu thích của mình thì đố Bảo, khi mà nhắc tới lan thì Bảo sẽ liên tưởng ngay đến điều gì? Nếu mà nhắc tới lan thì chắc chắn người ta sẽ liên tưởng tới Điệp ơi mai anh lên chung thành đô nhà xe rực rỡ. Xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ chốn quê xưa em. Bảo, đừng nhớ tới lan nữa. Ý anh đang hỏi ở đây là với người nông dân tên Lưu Cẩm Hùng này, anh ta chia sẻ là có niềm yêu thích với trồng lan, cây lan chứ không phải lan và điệp. Anh nói chuyện không rõ ràng. Anh phải nói là hoa lan, em nói gì đúng không anh Hùng? Đúng rồi. Dạ, phải nói rõ chứ. Còn ví dụ như lan thì phải nhớ lan điệp liền, cải lương mình liền. Đúng rồi, lan và điệp thì nó cũng giống, lan này cũng không có rê. Đúng chính xác, nhưng mà tại anh không có hoa lan. Ủa, tự nhiên cái tôi bị ra rìa cho lan và điệp. Do anh thôi. Rồi, bây giờ cứu lại nè. Hỏi Bảo, bây giờ Bảo biết được những loại lan nào? Ôi, em biết rất nhiều loại lan nha. Lan hồ điệp nè, lan rừng nè. Biết là một chuyện, nhưng mà em đã từng bao giờ nghe tới một loại lan tên là dendrobium chưa? Dendrobium chưa. Sao nó cứ làm cục hứng câu chuyện phải ta? Thiệt, em có sao nói vậy? Em không biết thì em nói em không biết thôi. Không biết hả? Không dạ. Đi. Không đi. À, bây giờ có anh Hùng ở đây thì anh Hùng sẽ nói nhiều hơn về cái loại lan này được không anh Hùng? Được em chứ, muốn hỏi chứ. Anh Hùng là cái tên tiếng Anh của nó là dendrobium thì em không biết là tên Việt Nam của loài lan này là gì. Thực ra nó có cái tên tiếng Việt là hoàng lan. Quá. Nhưng mà bây giờ ít ai nhắc tới tên hoàng lan lắm, tên dendro nó tắt của dendrobium. Dendro. Bây giờ thành quen luôn. Dạ. Thôi bây giờ không chần chờ gì nữa, tôi hãy theo chân anh Hùng để tìm hiểu nhiều hơn về loài lan này và cuộc trò chuyện với người kết nối đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh tại sân khấu. Nông dân xin chào. Xin chào, xin chào, xin chào. Chúng tôi là nông dân cần lao sáng tạo đổi mới tiên phong. Xin chào, xin chào, xin chào nông dân, xin chào. Nông dân xin chào, xin chào quý bà con. Ngày hôm nay chúng ta sẽ kết nối với một nhân vật rất là đặc biệt. Đây là nông dân tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021. Xin chào anh Lưu Cẩm Hùng. Dạ, xin chào anh Vinh, xin chào khán giả xem đài. Anh nói gì về cái danh hiệu mà anh vừa nhận được trong năm 2021? Nông dân tiêu biểu đó là một sự công nhận thành quả phấn đấu của nông dân. Khi đạt được tôi rất là vui. Nhưng mà được biết là trước đây hình như anh không có phải từ đầu bắt nguồn từ nông nghiệp. Em xuất thân từ cây siêu điện, em học sư phạm kỹ thuật. Nhưng mà em có cái đam mê từ những năm học phổ thông về cây hoa lan. Thì sau này cái cơ duyên là cái yêu thích hoa lan nó trỗi dậy với mình, cộng với một số yếu tố thuận lợi để mình phát triển hoa lan như bây giờ. Và được biết là trước khi thành công, anh chị cũng gặp rất là nhiều khó khăn ở giai đoạn đầu. Đầu hai vợ chồng em thì không phải xuất thân từ nông dân. Sau này mình chọn cái hoa lan dendrobium, chồng cũng gặp rất là nhiều khó khăn.
về khí hậu, nguồn nước, đúng không nước về phân bón, về test xử lý sau bệnh. Mà anh nhớ nhất cái câu chuyện gì mà đến bây giờ anh vẫn phải rút kinh nghiệm? Trong quá trình mà hai vợ chồng làm thì nó có hai cái điểm mà mình nhớ hoài. Cái điểm thứ nhất là khi mình bắt đầu mình lập nghiệp về làm lan á, cái gọi là cái mương mình là bắt cầu qua, thì hai ở bên dọc mà đất liền á là trồng cây dừa, bỗng những cây dừa nó rất cao đi, nó che ánh nắng hết của những cái dàn lan của mình, cái hiệu quả của mình nó sẽ bị giảm. Đó, đó một cái lần giống như mình chưa được thành công. Về cơ bản đó, thì cây lan này nó có thể trồng kèm với một cây gì nữa không? Cây lan dendro này đòi ánh nắng thật tốt. Còn một cái kinh nghiệm thứ hai là do mình thay đổi cái phân thuốc để mình tưới lan thì mình hơi chủ quan, ảnh hưởng nó gây đến một cái thiệt hại nó cũng tương đối. Thành ra đó là một cái bài học cho hai vợ chồng là khi thay đổi bất cứ cái gì thì mình đòi hỏi phải có sự thử nghiệm nhỏ. Anh đã trở thành gọi là một cái người thuần được những cây lan này ở mức độ, nếu mà mức độ 10 thì anh đang ở mức độ số mấy ạ? Mình không thể làm 10 được tại vì nó phụ thuộc nhiều yếu tố về tự nhiên nữa anh. Vâng. Đó, cho nên nếu mà loại trừ những yếu tố tự nhiên thì chắc khoảng được 8. Dạ. Mình nghĩ 8 điểm là cao đó. Hiện nay thì mình trồng lan ở Bình Chánh. Dạ. Ở cái vùng này thì em nghĩ là nó rất là phù hợp với cây lan này đúng không anh? Hoa về dendrobium trồng ở trên vàng, mình xử lý nước sạch xong mình tưới nó thì cây phát triển rất tốt, tại nó phù hợp với cái nhiệt độ và cái độ ẩm ở Bình Chánh. Hiện nay thì anh chị có doanh số khoảng 4 đến 5 tỷ. Dạ. Vườn của Hùng thì là diện tích là 12.000 m², khả năng là được khoảng 300.000 cây lan, giò lan. Đó. Dạ. Đó. Thì đó là cái doanh thu. Tuy nhiên nó cũng phụ thuộc vào khí hậu hàng năm. Thí dụ khi mà gọi là thời tiết và thuận lợi thì mình rất là phấn khởi. Và khi ví dụ năm đó mà nghe rất là nhiều cơn bão thì mình cũng rất là rầu. Em được biết anh chị còn cải tiến rất là nhiều, ví dụ như dàn nè, sử dụng những cái sản phẩm mà giống như những dây cáp của bên viễn thông người ta bỏ ra, thì đó là cái mô hình mình cũng học hỏi từ nước ngoài như Thái Lan. Mà cái dây đó nó rất là bền nha anh. Dạ, bởi vì nó có cọng cáp bên trong. Vâng. Chịu lực rất tốt. Chịu lực rất tốt. Không bị xét. Dạ. Và một cái điều nữa là trước giờ hầu như là khi mà ta trồng lan thì chỉ quan tâm cái phần đề lưới che nắng thôi, ít có quan tâm đến độ ẩm bên dưới. Thành ra mình cũng học tập cái mô hình của nước ngoài là mình tạo những cái rãnh ở dưới để chứa nước đó, mà nước có thể lưu thông đó, lưu được thì nó tạo mát cho cái bộ rễ thì cây nó phát triển rất tốt. Vâng ạ. Dạ. Anh là một người chơi lan thì bình thường á nha, nếu mà đến ngày lễ tặng quà ví dụ như cho bà xã đi, anh sẽ tặng hoa gì ngoài hoa lan? Thực ra những người xung quanh mình nói anh Hùng chị Thảo rất là hạnh phúc bởi vì lúc nào cũng được ngắm lan hết. Vâng. Đó, thì bây giờ thôi tặng vợ nguyên cái vườn hoa còn gì bằng. Không gì bằng là đúng rồi. Và ngay bây giờ có một bông hoa xuất hiện đặc biệt là sân khấu này còn đẹp hơn các loài hoa lan nữa. Đó chính là chị Trần Thị Ngọc Thảo, vợ anh Lưu Cẩm Hùng, thạc sĩ sinh lý thực vật, được Hội Nông dân Việt Nam tuyên dương là Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021. Chị là người đứng phía sau cổ vũ anh Hùng mạnh dạn theo đuổi đam mê trồng hoa lan. Chị Thảo phụ trách kỹ thuật trồng và chăm sóc chính tại vườn lan, còn anh Hùng phụ trách tìm đầu ra. Sau này được vợ bồi dưỡng về kỹ thuật trồng, anh Hùng cũng trở thành chuyên gia chăm sóc lan. Xin chào chị ạ. Dạ, em xin chào anh Vinh ạ. Xin chào quý khán giả của chương trình Nông dân, xin chào. Ngay bây giờ chúng ta cùng ngước lên màn hình để xem một tấm hình. Xin mời chị ạ. Tấm hình này chị có nhớ chụp vào thời điểm nào không ạ? Dạ, cách đây chắc cũng 1-2 năm rồi anh ạ. Nhìn nụ cười của chị, nhìn những bông hoa nở và cái khu vườn này, Vinh đoán được chị đang rất là hạnh phúc. Vì bao nhiêu cái niềm đam mê, yêu thích hoa lan và cái công sức lao động của mình vô đó. Vinh thấy có một trong những khó khăn của anh chị hiện nay vẫn là phụ thuộc vào cái nguồn đúng không chị? Đúng rồi ạ. Trước đây thì Việt Nam mình là trồng lan dendrobium thì thường là phải chập giống từ Thái Lan. Và trong thời gian tới thì tụi em dự định là sẽ phát triển cái mảng cây con giống chủ động hơn trong cái nguồn. Dạ, đúng rồi. Do ngay từ đầu mình không có được đầu tư, cái màu nó phân ly ra nó nhiều màu, nó không được đồng nhất như cái cây mẹ ban đầu. Tụi em muốn trong thời gian tới tụi em sẽ chủ động hoàn toàn về cái nguồn giống. Và chúng ta thấy ngày hôm nay là anh chị tới đây đã chia sẻ cho chúng ta rất nhiều câu chuyện hữu ích. Qua đài mình cũng xin là cảm ơn tất cả những cái anh chị và nhân viên của vườn đã đồng hành với mình từ suốt quá trình mình lập vườn cho tới bây giờ. Đó là những cái gì chúng ta trân quý và cảm ơn họ vì họ đã mang lại những giá trị tích cực cho đời sống ngày hôm nay. Cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Ngoài câu chuyện về những đóa hoa lan, về cái cuộc khởi nghiệp của anh chị thì chúng ta thấy được cái tình cảm của anh chị rất là chan chứa. Và ngay bây giờ có một nhân vật đặc biệt sẽ đến đây gửi tặng một món quà cho hai anh chị. Đó là ca khúc Về Dưới Mái Nhà. Xin cảm ơn Lê Minh Trung đã có một bài hát rất là ấm áp và dễ thương. Em nghĩ là nó đúng với tâm trạng của vợ chồng chị Thảo và anh Hùng ở đây.
hai người thể hiện tình cảm trên sân khấu rất là dễ thương. Em được biết là anh Trung cũng là một người có sở thích trồng lan. Thì sẵn đây hai con người có cùng niềm đam mê với nhau, thì không biết là anh Trung có muốn hỏi gì anh Hùng không ạ? Dạ, em chào anh Trung ạ. Thực ra thì khi mà mình nhận lời mời mà được giao lưu với hai anh chị, mà là hai anh chị chuyên về lan nữa, thì phải cần do dự. Bởi vì anh Trung cũng rất thích lan. Dạ, trước khi mà kết thúc chương trình ngày hôm nay thì sẵn ở trên sóng truyền hình tất cả bà con cô bác mình đang theo dõi, với tình cảm ngọt ngào mà anh chị nãy giờ chia sẻ trên sân khấu, thì không biết là anh Hùng có muốn thực hiện hiện thực quá nó dành cho người vợ đáng quý của mình không ạ? Mình thể hiện đi anh. Cũng cảm ơn Thảo, giống như một cái động lực thôi thúc mình theo cái đam mê dẫn đến một thành công của hai vợ chồng. Bà xã cũng là một người đồng hành với mình, đồng thời cũng là một người thầy chỉ mình kỹ thuật những ngày mình bắt đầu. Cảm ơn vợ. Trời, mà nói cảm ơn không thì cũng không có được lắm mình phải. Đó, đúng rồi. Quá dễ thương. Chúng ta tất cả quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã vừa trải qua những cung bậc cảm xúc vô cùng dễ thương đáng yêu của Nông Dân Xin Chào ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi muốn mời lên sân khấu trở lại đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh sẽ tặng huy hiệu của Nông Dân Xin Chào dành cho anh chị ạ. Cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Chị trước ạ. Hôm nay đặc biệt là có hai vợ chồng nên mình có hai. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả vào lúc 19:15 tối thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 để chúng ta theo dõi được những hành trình tiếp theo của những người nông dân tại chương trình Nông Dân Xin Chào. Và chúng tôi muốn gửi lời đến tất cả quý vị khán giả rằng Nông Dân Xin Chào vận hội mới. Xin chào, chúng tôi là Nông Dân.